Tóm tắt sự kiện lịch sử phong trào Duy Tân. Sau khi phong trào Cần Vương, nhiều cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp ở Việt Nam lại tiếp tục nổ ra nhưng theo hướng mới. Trong số đó, theo đường lối Duy Tân theo cái mới, nổi bật có Duy Tân hội cùng phong trào Đông Du 1905 đến 1909 do Phan Bội Châu đề xướng và phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh phát động tại miền Trung Việt Nam. Tinh thần Duy Tân được coi như bắt đầu từ những bản điều trần của Phạm Phú Thứ, 1821 đến 1882. Nguyễn Trường Tộ 1828 đến 1871 và Nguyễn Lộ Trạch 1852 đến 1895 với văn bản Thiên Hạ Đại Thế Luận 1892. Để cứu nước, Phan Bội Châu chủ trương dựa theo mô hình Nhật Bản để xây dựng lực lượng. Vì vậy, ông đã lập ra Hội Duy Tân 1904 với mục đích là lập ra một nước Việt Nam độc lập. Trong quá trình hoạt động của hội, năm 1905, Phan Bội Châu phát động phong trào Đông Du. Khoảng thời gian ấy, sau khi tiếp thu tư tưởng canh tân, Phan Châu Trinh từ quan 1904, rồi làm cuộc Nam Du, Bắc Du với mục đích xem xét dân tình, sĩ khí và tìm bạn đồng chí hướng. Sau đó, ông bí mật sang Quảng Đông Trung Quốc gặp Phan Bội Châu, trao đổi ý kiến rồi cùng sang Nhật Bản. Tiếp xúc với nhiều nhà chính trị tại đây trong số đó có Lương Khải Siêu và xem xét công cuộc duy tân của xứ sở này. Ông hoan nghênh việc Phan Bội Châu đưa thanh niên ra nước ngoài học tập, phổ biến tài liệu tuyên truyền giáo dục trong nước. Nhưng ông phản đối chủ trương duy trì nền quân chủ, phương pháp bạo động vũ trang và việc mưu cầu ngoại viện. Bởi theo ông, muốn cứu được nước nhà phải đi theo con đường dân chủ và cải cách xã hội, bằng việc nâng cao dân trí và dân quyền rồi mới có thể mưu tính được việc khác. Phong trào Duy Tân còn được gọi là minh xã hội ngoài ánh sáng, vì hoạt động công khai, theo đường lối dân chủ, chủ trương ỷ pháp tự cường dựa vào pháp để giàu mạnh. Còn Duy Tân hội do Phan Bội Châu sáng lập còn được gọi là ám xã hội trong bóng tối, vì hoạt động bí mật, theo đường lối quân chủ, chủ trương bài pháp giành độc lập. Tuy nhiên, hai khuynh hướng này song song tồn tại và không đối lập nhau một cách tuyệt đối, mà là đan xen nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển và phần lớn trí thức nho học ủng hộ cả hai phong trào. Chủ trương và hoạt động Năm 1906, Phan Châu Trinh ra Bắc, liên lạc với Lương Văn Can và các thân sĩ Bắc Hà để lập cơ sở duy tân ở Bắc sau đó gần một năm, trường Đông Kinh Nghĩa Thục được thành lập. Ông cũng tìm gặp đề thám, sang Quảng Châu gặp Phan Bội Châu rồi cùng sang Nhật quan sát tình hình chính trị và dân trí nước Nhật. Khi bàn luận và biết là không cùng chí hướng với Phan Bội Châu, ông về nước, xúc tiến con đường Duy Tân. Mùa hè năm 1906, Phan Châu Trinh về nước. Việc làm đầu tiên là gửi một bức thư chữ Hán cho toàn quyền Dinh Bô vạch trần chế độ phong kiến thối nát, yêu cầu nhà cầm quyền Pháp phải thay đổi thái độ đối với sĩ dân nước Việt và sửa đổi chính sách cai trị để giúp nhân dân Việt từng bước tiến lên văn minh. Liên theo đó, với phương châm tự lực khai hóa và tư tưởng dân quyền, Phan Châu Trinh cùng Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp đi khắp tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận để vận động cuộc duy tân. Khẩu hiệu của phong trào lúc bấy giờ là khai dân trí, Trấn dân khí, hậu dân sinh. Đến năm 1908, nhân dân Trung Kỳ đang đưa đứng vì nạn siêu thuế đã đứng lên làm cuộc đấu tranh chống đi phu, đòi giảm siêu thuế, sử việc thường gọi là phong trào chống siêu thuế Trung Kỳ. Khởi đầu là ở các huyện Đại Lộc, Thăng Bình, Tam Kỳ, Hòa Vang, Duy Xuyên thuộc tỉnh Quảng Nam, rồi lan ra các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Thừa Thiên. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Khi nổ ra phong trào chống sư thuế trung kỳ, do các lãnh đạo chủ chốt của phong trào kháng thuế cũng đồng thời tham gia phong trào duy tân và do lo sợ phong trào. Duy tân ảnh hưởng xấu đến nền cai trị nên chính quyền thực dân Pháp và triều đình nhà Nguyễn thẳng tay đàn áp. Họ ra lệnh phải đóng cửa các trường học, giải tán các hội buôn. Đồng thời cho lính đi lùng sục bắt bớ hàng trăm người có liên quan, trong đó các thành viên lãnh đạo phong trào duy tân. Một số người có liên quan đến phong trào chống sưu thuế trung kỳ bị chính quyền nhà Nguyễn tại các tỉnh kết án tử hình, như Trần Quý Cáp, Lê Khiết, Nguyễn Bá Loan. Những người khác chỉ tham gia phong trào Duy Tân bị đẩy đi côn đảo trong số đó có Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân, Ngô Đức Kế. Đến cuối tháng 5 năm 1908, cuộc đấu tranh chống sưu thuế và phong trào Duy Tân đều kết thúc.